Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giả truyền thống báo Đồng Khởi năm 2022. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, trưởng ban chỉ đạo ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt giả truyền thống báo Đồng Khởi, cùng đông đảo đại diện các sở, ngành tỉnh. Có hơn 1.000 lực lượng gồm cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành tỉnh, lực lượng vũ trang, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Bến Tre tham gia chạy biểu dương, tạo khí thế vô cùng sôi nổi cho ngày hội thể thao. Mùa giải năm nay có trên 200 vận động viên của các huyện, thành phố và các trường học trên địa bàn thành phố Bến Tre tranh tài ở hệ phong trào và hệ đội tuyển. Bên cạnh việc tạo sân chơi, cọ sát cho các vận động viên, giải Việt giã truyền thống báo Đồng Khởi còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng thể thao. Em Lê Nhật Đăng, học sinh lớp 71 trường Trung học cơ sở Nhân Thạnh, là một gương mặt đạt hạng nhất cự ly 1.500m nhóm tuổi 12-13 nam. Em cảm nghĩ của em là rất là vui vì em đạt được giải nhất, phấn khởi luôn. Dạ, em sẽ cố gắng rèn luyện để năm sau lại đạt thêm giải nhất nữa. Cũng là lần đầu tiên tham gia giải Việt giã, em Nguyễn Lệ Trân, đơn vị huyện Ba Tri đã xuất sắc về đích đầu tiên, giành chiếc huy chương vàng ở cự ly 3.000m nữ hệ đội tuyển. Thì đây là lần đầu tiên em tham gia giải Việt giã của quê hương, thì nói chung là em rất là vui và cũng xúc động, cũng như là cái mình có thể là về đích đầu tiên để hoàn thành cái nhiệm vụ của huyện. Thì bên đội của em thì các bạn nữ nói chung là chủ yếu là các bạn còn đang đi học, thì cái thời gian tập của bạn cũng hạn chế, cho nên là ban huấn luyện cũng cố gắng động viên rồi tạo thời gian để các bạn có thể là tập hợp rồi tập luyện chung rồi cổ động nhau trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu. Giám đốc Viettel Bến Tre Trần Văn Chiến cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo Đồng Khởi và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị rất phấn khởi vì sau thời gian tạm quản các hoạt động vì dịch COVID-19, cần có những hoạt động cộng đồng như thế này để giúp lan tỏa những năng lượng tích cực. Về cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, bởi vì có cái sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh, thì mình thấy là cái công tác chuẩn bị từ cái khâu sắp xếp, khâu tổ chức cũng rất là chu đáo, và ngay cả cái việc mà báo cũng như là sở thì cũng rất là tôn vinh những cái đơn vị mà đồng hành. Và qua đây thì cũng rất là cảm ơn đơn vị tổ chức và cũng rất là mong muốn cho cái giải này nó được tổ chức thường xuyên hơn. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các nội dung ở hệ phong trào và hệ đội tuyển. Giải toàn đoàn hạng nhất thuộc về Ba Tri, nhì Dòng Trơm và hạng ba thành phố Bến Tre.